Tòa Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có lịch xét xử đối với bà Nguyễn Phương Hằng và các đồng phạm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Cụ thể, phiên tòa được mở vào ngày 21 tháng 9 đến ngày 22 tháng 9. Thẩm phán chủ tọa phiên tòa là ông Bùi Đức Nam, thẩm phán dự quyết là ông Nguyễn Tuấn Anh, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh là ông Đình Quốc Dũng, Nguyễn Quang Duyệt, Võ Thành Đủ. Báo trước cho bà Nguyễn Phương Hằng là luật sư Hồ Nguyên Lễ. Bảo chữa cho ông Đặng Anh Quân là luật sư Nguyễn Ngọc Lâm, ông Nguyễn Trí Thắng và bà Lê Thị Quỳnh Anh. Ba nhân viên cấp dưới của bà Nguyễn Phương Hằng là Huỳnh Công Tân, Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà không có luật sư bảo chữa. Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng triệu tập những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án gồm ông võ Nguyễn Hoài Linh, nghệ sĩ Hoài Linh, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, ca sĩ Vi Oanh, bà Đặng Thị Hà Ni, cựu nhà báo luật sư, thạc sĩ luật Hà Nhi ông Huỳnh Minh Hưng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, bà Trần Thị Thủy Tiên, ca sĩ Thủy Tiên cùng chồng là Lê Công Vinh, ông Nguyễn Đức Hiền, phó tổng biên tập báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Dầu, bà Trương Việt Hà, ông Huỳnh Uy Dũng, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Đại Nam, ông Nguyễn Đình Kim. Theo truy tố, từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, Bà Nguyễn Phương Hằng sử dụng nền tảng mạng xã hội như YouTube, Facebook, TikTok để thực hiện các buổi livestream. Bà Hằng đã phát ngôn trực tiếp về chuyện bí mật đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của 10 người, gồm nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Vi Oanh, bà Đặng Thị Hàn Ni, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên cùng chồng là Lê Công Vinh, ông Nguyễn Đức Hiền và bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Dầu, bà Trương Việt Hà. Quá trình điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng khai rằng đã nằm mơ, tham khảo trên mạng không rõ nguồn gốc, thông tin liên quan đến đời tư của các cá nhân. Bà Hằng cũng thừa nhận các thông tin này chưa được kiểm chứng, không có căn cứ xác thực. Quá trình mở rộng điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố thêm tiến sĩ luật giảng viên Đặng Anh Quân cùng ba người là Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân. Mặc dù không có mâu thuẫn với các cá nhân trên, nhưng do là nhân viên và hưởng lương nên bị can Nhi, Hà và Tân đã thực hiện hành vi giúp sức tích cực cho bị can Hằng thực hiện hành vi phạm tội. Trong 11 buổi livestream từ ngày 9 tháng 10 năm 2021 đến ngày 22 tháng 3 năm 2022, bà Nguyễn Phương Hằng có những phát ngôn xúc phạm cá nhân đều có sự tham gia của bị can Đặng Anh Quân, tiến sĩ luật, giảng viên trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.